Giữa sóng to và gió lớn, các lực lượng chức năng tại tỉnh Phú Yên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích sau vụ chìm tàu cá. Theo báo cáo của đồn biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, khoảng 21 giờ tối 22 tháng 12 năm 2023, đơn vị nhận được tin báo của ông Trần Văn Hiệp, 51 tuổi, ở phường Phú Đông. Theo tin báo, tàu cá BI-96121TS do ngư dân Huỳnh Đức Lợi làm thuyền trưởng báo tin về cho gia đình tàu cá trên bị phá nước tại vị trí cách Mũi Đôi thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khoảng 2,7 hải lý. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi và 4 thuyền viên. Tàu cá này sau đó bị chìm và 5 thuyền viên trên đều mất liên lạc. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Cảnh sát biển vùng 3 cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm. Đến 17 giờ chiều 23 tháng 12, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân gặp nạn. Trong một tuần qua, trên vùng biển Phú Yên liên tiếp có sóng to và gió lớn. Trên đất liền của Phú Yên cũng có nơi mưa to với khoảng trên 60mm.